Xin kính chào quý vị và các bạn. Sáng đến ngày mai, mưa tại Bắc Bộ tiếp tục có xu hướng giảm dần về diện và lượng, chủ yếu là có mưa rào và rông rải rác, tập trung trong đêm và sáng sớm. Ban ngày thì trời có nắng với nhiệt độ cũng trên đà tăng dần, cao nhất đạt ngưỡng là từ 30 đến 33 độ, có nơi còn cao hơn. Tại phía Tây Bắc Bộ, mưa cũng giảm đi, chỉ còn rải rác về đêm và sáng. Ban ngày thì có nắng gián đoạn, nhiệt độ sẽ tăng dần, cao nhất ngày mai là từ 30 đến 33 độ, ở khu vực Tây Bắc có nơi còn trên 33 độ. Sang hai ngày tiếp theo, nhiệt độ sẽ tăng lên mức là từ 31 đến 34 độ, trời oi bức vào thời điểm trưa chiều. Đến với khu vực miền Trung, từ chiều ngày hôm nay, mưa lớn ở Bắc Trung Bộ giảm nhanh, chỉ có mưa vừa mưa to vào sáng sớm ngày mai. Các tỉnh từ Quảng Bình cho đến Thừa Thiên Huế chủ yếu chỉ còn xuất hiện mưa rào và rông vài nơi tập trung về đêm và sáng. Nền nhiệt trên cả khu vực có xu hướng tăng nhẹ, đạt mức là từ 30 đến 33 độ, có nơi còn cao hơn trong 3 ngày tới. Còn tại khu vực các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận trong 3 ngày tới, tiếp tục chịu ảnh hưởng của giải hội tụ nhiệt đới. Vì thế mà mưa vẫn tiếp tục xảy ra. Có nơi có mưa rào và rông rải rác, tập trung chủ yếu vào chiều tối và tối. Ngày có nắng gián đoạn, với nhiệt độ cao nhất trong khu vực này, giao động là từ 30 cho đến 33 độ, có nơi còn 34 độ. Đến với khu vực Tây Nguyên, trong 3 ngày tới tiếp tục nằm ở dưới phía nam của giải hội tụ nhiệt đới với đới gió Tây Nam hoạt động với cường độ yếu đến trung bình. Vì thế, về chiều và tối thì vẫn có mưa rào và rông rải rác, cục bộ thì có mưa vừa mưa to với nhiệt độ cao nhất không vượt quá ngưỡng là 31 độ. Các tỉnh Nam Bộ có thời tiết phổ biến là ngày nắng gián đoạn, chiều tối có mưa rông rải rác, cục bộ thì có mưa vừa mưa to về chiều tối, nhiệt độ sẽ không quá cao, ban ngày cao nhất là từ 29 đến 32 độ, thời tiết mát mẻ.